Thường Hy Thái Hậu vì không muốn đối đầu với thực dân Anh nên đã cắt Hồng Kông cho người Anh. Đứng trước cảnh Trung Quốc bị các đế chế chia năm xẻ bảy, Tôn Trung Sơn đã tiến hành cách mạng. Ông nói, ông bí mật tới Hồng Kông lập Hưng Trung Hội để bàn chuyện lật đổ chính quyền nhà Thanh đang mục nát và thối rữa trong tay của Tường Hy. Tường Hy biết chuyện nên cử một nhóm sát thủ tới Hồng Kông ám sát Tôn Trung Sơn. Cách mạng nào cũng phải có đổ máu, người đầu tiên bị ám sát đó chính là giáo sư Dương. Lúc ông đang giảng cho học sinh biết thế nào là dân chủ thực sự thì bị một tên sát thủ ám sát. Năm 1906, biết tin Tôn Trung Sơn đang trên đường từ Nhật Bản về Hồng Kông, Tường Hy đã sai tướng quân Diêm Hiếu Quốc sang Hồng Kông ám sát Tôn Trung Sơn. Người lính canh có tên là Thẩm Trùng Dương do anh đang thủ vai, được Hiếu Quốc giao nhiệm vụ theo dõi Trần Thiếu Bạch, hội trưởng phân hội Trung Quốc đồng minh. A Tứ làm gia nô cho Lý Ngọc Đường đang phát gạo miễn phí cho dân vì con trai đậu vào trường Tây. Vợ của Ngọc Đường là Nguyệt Như do Phạm Băng Băng thủ vai. Trần Thiếu Bạch cũng tới chúc mừng và báo cho Ngọc Đường biết là Tôn Trung Sơn tới đây để làm cách mạng. Làm cách mạng thì không thể nói suông bằng nước bọt nên Tôn gia nhờ Ngọc Đường giúp đỡ vấn đề tài chính. Anh Đang trước đây là chồng của Nguyệt Như, nhưng do anh là một cảnh sát quèn không chịu làm lại mê đánh bạc nên cô bỏ anh theo Ngọc Đường. Phương Thiện trước đây là một tướng quân dưới trướng Tường Hy, vì ông dẫn quân chống lại sự xâm lược của phương Tây nên bị Tường Hy cho là phản nghịch, ông phải chạy qua đất Hồng Kông để lánh nạn. Phương Thiện và Thiếu Bạch bàn cách đưa Tôn gia lên bờ an toàn, họ biết được rằng Tường Hy đã cử người tới ám sát. Vì cần tiền đánh bài, anh Đang sẵn sàng làm tất cả, kể cả làm chó săn cho Diêm Hiếu Quốc. Anh Đang đã đem tin biết được báo cho Hiếu Quốc để hắn chuẩn bị kế hoạch ám sát. A Tứ là một người hiếu học, làm trong nhà của Ngọc Đường cũng được 10 năm. Thấy cậu như vậy nên Ngọc Đường nói với cậu sẽ tìm thầy dạy cho cậu. Vì muốn ủng hộ cho phong trào cách mạng, Trung Quang con trai của Ngọc Đường đã cùng với sinh viên phát tờ rơi, biểu tình. Ngọc Đường thấy con trai phát tờ rơi nên kéo anh về. Nhưng Trung Quang cãi lời cha vì anh không muốn làm kiếp nô lệ. A Tứ thương cậu chủ nên đã chạy lại đỡ cho cậu chủ một gậy từ tay lão gia. Ngọc Đường trước đây đã giao kèo với Thiếu Bạch là ông chỉ giúp tiền chứ không giúp người. Này thấy con trai duy nhất của mình theo cách mạng nên ông tìm tới mắng vốn Thiếu Bạch. Bài bạc người không chơi là người không thắng, người chơi thua là người chưa thắng, thất bại ở đâu gấp đôi ở đó. Anh Đang cầm số tiền đi đánh bạc, cuối cùng chỉ còn cái nịch mang về. Đám sát thủ vì chờ anh Đang chơi bạc lâu quá nên tiện tay tát anh vài cái yêu thương. Chúng đang chuẩn bị kế hoạch ám sát ở nhà hát kịch nên kêu anh Đang không để cảnh sát can thiệp vào. Nhận được mật báo, Thiếu Bạch tức tốc chạy tới gặp tướng quân Phương Thiện báo tin kẻ thống lĩnh đội ám sát là Dương Hiếu Quốc đang ở khách sạn Cửu Long. Nhưng họ không ngờ Hiếu Quốc đã biết trước nên cho người tới nhà hát kịch giết người. Vì bảo vệ con gái là Phương Hồng nên Phương Thiện đã đánh ngất cô rồi thả cô xuống đường, còn ông ở lại chiến đấu. Đám sát thủ dùng vũ khí có móc thành công khống chế rồi sát hại ông. Thiếu Bạch thì bị Hiếu Quốc bắt. Thiếu Bạch biết chuyện không lành xảy ra với mình nên đã viết thư xin Ngọc Đường hết mình vì cách mạng. Sáng hôm sau, thám trưởng Mật Phu với bộ râu chết hơn ông sếp tôi, lo sợ người anh nổi giận cho cảnh sát tới phá tòa soạn của Thiếu Bạch. Vì là bạn bè nên Thiếu Bạch nhắc nhở Mật Phu, đừng quên ông là người Trung Quốc. Ngọc Đường giờ một lòng quyết tâm theo cách mạng, điều này khiến con trai ông vui mừng. Ngọc Đường kêu gọi mọi người trong tòa soạn vững tin vào cách mạng, chắc chắn cách mạng sẽ thành công lật đổ được chính quyền nhà Thanh. Ông tới gặp một người ăn xin tên là Lưu để nhờ ông ta bảo vệ Tôn gia. A Tứ vì thèm đậu hũ thối nên tính ăn trộm, ai ngờ bị Lý Phúc người cao to khổng lồ phát hiện được. Trong lúc đuổi theo A Tứ thì tí nữa Lý Phúc đánh trúng Ngọc Đường, vì ngưỡng mộ tinh thần kháng chiến của Ngọc Đường nên quyết định gia nhập cùng ông. Vì thấy anh Đang hôm trước đột nhập vào nhà nên Nguyệt Như nói với anh là đừng làm phiền gia đình cô nữa. A Tứ nhờ lão gia hỏi cưới A Tường giúp anh, anh thích cô lâu rồi nhưng không dám nói ra. Ngọc Đường thương A Tứ như con trai nên quyết định tới tiệm chụp hình Đại Hữu Ký hỏi cưới luôn cho anh. A Tường bị dị tật ở chân từ nhỏ nên đi đứng khó khăn, Ngọc Đường đề nghị chụp chung một tấm hình để thể hiện tình xui gia. Hiếu Quốc trước đây từng là học trò của Thiếu Bạch, vì vẫn còn tình cảm thầy trò nên hắn không ra tay sát hại Thiếu Bạch. Phương Hồng vì muốn chôn cất cha nên đã tới nhờ Ngọc Đường, cô cũng muốn gia nhập vào cách mạng. Ngày hôm sau sẽ là ngày Tôn Trung Sơn tới Hồng Kông nên ban chỉ huy cách mạng ban kế hoạch chuẩn bị đón tiếp. Mỗi người sẽ có một nhiệm vụ khác nhau. Ngọc Đường sẽ là người chỉ huy, Thiếu Bạch giả tự tử để đánh lừa đám sát thủ, ông thành công thoát khỏi nơi giam cầm. Nguyệt Như tới tìm anh Đang nhờ cô giúp bảo vệ Ngọc Đường. Nguyệt Như yêu anh Đang 8 năm, cô mang trong mình huyết nhục của anh. Nhưng vì anh Đang nghiện ngập cờ bạc không quan tâm tới cô nên cô không thể để con mình sống với người cha như vậy được.
Vì con gái của mình, anh đang quyết tâm trở lại làm người có ích cho xã hội. Tối đó anh đang đánh chết tên sát thủ nhờ anh trộm súng ở sở cảnh sát. Thiếu Bạch chạy thoát tới tìm gặp Ngọc Đường. Muốn làm cách mạng thì phải có đổ máu, phải có người hy sinh. Thiếu Bạch muốn có người giả làm Tôn Trung Sơn để thế mạng cho Tôn gia. Số mệnh do trời sắp đặt, con trai duy nhất của Ngọc Đường, Trùng Quang đã bốc được lá thăm. Trùng Quang tuy còn trẻ nhưng cậu rất gan dạ, sẵn sàng hy sinh về đại cuộc của dân tộc. Ngày quyết định vận mệnh của đất nước cũng đã tới, mọi người tới bến cảng chuẩn bị đón Tôn Trung Sơn. Đám sát thủ cũng đã chuẩn bị mai phục, chúng cho người ra trộn vào đám đông. Tôn Trung Sơn được bảo vệ nghiêm ngặt, trên đường tới họp bàn với quân cách mạng, họ bị những tên sát thủ cầm nỏ bắn từ trên cao xuống. Anh Đan cũng tới giúp quân cách mạng chống trả, Lý Phúc bị một đám sát thủ cầm dao tới đâm liên hoàn. Đám sát thủ cho người giả làm đám mừng chặn đường, chúng sát hại rất nhiều chiến sĩ cách mạng. Lý Phúc mặc dù đang bị thương nhưng anh vẫn quyết hy sinh tính mạng để cầm chân chúng, tiếc thương cho số phận bi thảm của người đàn ông dũng cảm này. Anh Đan theo chân họ giết chết được tên cầm súng, cứu nguy cho Trùng Quang. Nhiều người đã hy sinh, A Tứ cảm thấy sợ hãi, không muốn dừng lại. Trung Quang vì quốc gia đại sự nên vẫn quyết tâm tới cùng. Họ cùng nhau tiếp tục cuộc hành trình nguy hiểm này. Phương Hồng lúc này vì muốn báo thù cho cha nên đã đuổi theo tên sát thủ. Cô và hắn giao chiến. Trong lúc đuổi theo hắn, cô phát hiện chúng đang chuẩn bị thuốc nổ. Đoàn xe của Tôn Trung Sơn đang tới. Sự việc cấp bách nên cô nguyện hy sinh bản thân mình chết chung với đám sát thủ. Tên sát thủ giả làm cảnh sát cầm súng tính bắn xe của Tôn Trung Sơn thì anh Đơn trên cao bắn chết hắn. Lúc này, thám trưởng Mật Phu dẫn cảnh sát tới bảo vệ họ, dẫn họ đi xa nhất có thể. Biết anh Đan giúp người cách mạng, Hiếu Quốc phái Cung Lê giết anh. Cung Lê điên cuồng lao vào đánh anh Đan, biết khó có thể đánh được nên anh bỏ chạy. Cung Lê vẫn truy đuổi anh bằng được. Cung Lê có sức mạnh hơn người nhưng bị anh Đan nắm bắt được sơ hở nên bị anh Đan giết chết. Đoàn cảnh sát đã qua Tô Giới nên không thể nào bảo vệ tiếp được. Đám sát thủ biết được nên kéo tới. Lúc này Lưu Thiếu Gia xuất hiện tay cầm quạt sắt tấn công đám sát thủ. Anh võ công cao cường, hiên ngang nghênh địch. Bọn chúng dùng móc xích khống chế anh. Dù có bị đâm thương tích đầy mình, anh vẫn quyết bám trụ tới cùng. Hiếu Quốc tới, hắn dùng đao điên cuồng chém Lưu Thiếu Gia. Trước lúc nhắm mắt, anh nghĩ về người con gái mà anh thương. Anh đang người đầy thương tích tìm tới gặp Ngọc Đường để nhờ ông đưa giúp con búp bê cho con gái anh. Còn anh ở lại chặn đường Hiếu Quốc. Hiếu Quốc cưỡi ngựa lao tới, anh đang lao ra dùng thân mình cản con ngựa rồi hy sinh. Hiếu Quốc đuổi kịp được đoàn xe, hắn giết từng người một. A Tứ vì muốn bảo vệ cậu chủ nên quyết bám chân Hiếu Quốc cản bước tiến của hắn. Cậu hy sinh trước ngày cưới A Tường. Đoàn xe mấy chục người bây giờ chỉ còn lại 2 người. Thiếu Bạch dù bị thương nhưng vẫn quyết tâm kéo xe chở Trùng Quang chạy. Cuộc họp kết thúc, lúc này Tôn Gia Thật mới bắt đầu lên đường rời Trung Quốc. Chiếc xe kéo lao xuống mang theo hy vọng của đất nước, hy vọng của một người cha. Trùng Quang trước khi chết vẫn luôn tin tưởng vào con đường cách mạng mới có thể giúp đất nước thoát khỏi kiếp nô lệ. Cậu hy sinh ở tuổi 17. Người dân khắp nơi đứng lên khởi nghĩa, vương triều nhà Thanh chính thức sụp đổ.